Con xin kính chào cả nhà, con là Linh Mục An Mai dòng Chữa Cứu Thế. Con xin gửi đến cả nhà bài viết của con, Sống Chân Thành, Lựa Chọn Vô Giá. Trong cuộc sống, có những giá trị vật chất có thể quy đổi bằng tiền bạc, nhưng cũng có những giá trị không thể đo đếm, mua bán hay giả tạo. Chân thành là một trong số đó. Chân thành chính là thứ vô giá, bởi nó đến từ con tim, không thể dối trá và không thể che đậy. Nó là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững và là cốt lõi của nhân cách con người. Chân thành không chỉ đơn thuần là nói sự thật hay cư xử đúng mực, mà nó còn là sự hòa quyện của lòng tim, sự thấu hiểu và tình yêu thương. Một con người chân thành là người sẵn sàng đặt lợi ích của người khác lên trên bản thân, sống bằng sự trung thực và tận tâm. Sự chân thành không những mang lại cho chúng ta niềm tin từ người khác, mà còn làm giàu thêm giá trị cuộc sống, giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ lâu bền và ý nghĩa. Chân thành không giống như những chiếc mặt nạ mà ta có thể đeo để che giấu bản thân. Một người có thể giả vờ vui vẻ, giả vờ quan tâm hoặc thậm chí giả vờ yêu thương, nhưng sự giả vờ ấy sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, bởi chân thành là điều không thể diễn kịch. Trong một xã hội mà đôi khi con người chạy theo sự hào nhoáng bề ngoài, sự chân thành trở nên hiếm hoi và đáng quý hơn bao giờ hết. Thật dễ để nhìn thấy một nụ cười, nhưng khó để cảm nhận được một tấm lòng đằng sau nụ cười đó. Một hành động tử tế xuất phát từ sự chân thành sẽ làm ấm lòng người nhận, nhưng một hành động làm vì mục đích lợi dụng lại để lại những vết thương lòng. Vì vậy, hãy sống chân thành, bởi sự chân thành không chỉ là tấm gương phản chiếu con người thật của bạn, mà còn là ngọn lửa ấm áp soi sáng những mối quan hệ trong cuộc sống. Một người chân thành thường dễ nhận lại được sự chân thành từ người khác. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Khi bạn sống một cách trung thực, yêu thương một cách thật lòng, bạn sẽ tạo nên một môi trường mà những người xung quanh cảm thấy an tâm và thoải mái. Đáp lại, họ cũng sẽ đối xử với bạn bằng tất cả sự chân thành mà họ có. Ngược lại, nếu ta sống bằng sự giả dối, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị chính sự giả dối ấy làm tổn thương. Những mối quan hệ xây dựng trên sự dối trá sẽ không thể tồn tại lâu dài. Đó là lý do tại sao chân thành không chỉ là một đức tính cần thiết, mà còn là một cách sống đúng đắn, giúp chúng ta đi qua những thử thách của cuộc đời với lòng bình an. Sự chân thành không chỉ nằm ở việc nói thật hay làm đúng, mà còn thể hiện qua cách chúng ta thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Một lời nói chân thành có thể không hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn. Nó có thể xoa dịu nỗi đau, động viên người khác vượt qua khó khăn và mang lại niềm tin cho những ai đang mất phương hướng. Trong những mối quan hệ gia đình, tình bạn hay tình yêu, chân thành là nền móng không thể thiếu. Một người yêu thương chân thành sẽ không ngần ngại bày tỏ những điều mình nghĩ, đồng thời luôn lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Chính sự chân thành giúp những mối quan hệ ấy trở nên sâu sắc và bền vững hơn qua thời gian. Sống chân thành không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi cuộc sống luôn đầy dẫy những thử thách. Đôi khi, để bảo vệ bản thân hoặc tránh làm tổn thương người khác, chúng ta có thể chọn cách nói dối. Nhưng một lời nói dối, dù là vì lý do nào đi nữa, cũng không thể mang lại sự bình yên thật sự. Ngoài ra, xã hội với sự phát triển của mạng xã hội cũng làm cho sự chân thành trở nên khó khăn hơn. Người ta thường dễ bị lôi cuốn vào những giá trị ảo, chạy theo từ những công nhận của những người khác mà quên mất bản thân mình cần gì. Trong hoàn cảnh ấy, việc sống chân thành trở thành một thách đố, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta chứng minh giá trị của mình. Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu của cải, danh vọng hay quyền lực,
mà là nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu được tình thương và chân thành từ những người xung quanh. Một cuộc sống chân thành và một cuộc sống không có gì che giấu, không có gì phải lo sợ bị phát hiện, và luôn được sống với chính mình. Hãy sống chân thành. Bởi khi bạn sống chân thành với lòng mình, bạn mới có thể tìm thấy sự bình yên đích thực. Đừng ngại bày tỏ cảm xúc, đừng sợ bị từ chối, bởi sự chân thành của bạn sẽ sớm muộn được người khác nhận ra và trân trọng. Sống chân thành là một lựa chọn, và đó là một chọn lựa vô giá. Trong một thế giới đầy rẫy những sự giả tạo, chân thành chính là ánh sáng dẫn đường, là ngọn lửa giữ ấm cho tâm hồn. Hãy để cho sự chân thành trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống, để mỗi ngày bạn sống đều trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn. Hãy sống chân thành để nhận lấy sự chân thành. Bởi sự chân thành chính là món quà đẹp nhất mà chúng ta có thể dành tặng và trao cho nhau.